Hello everybody, how are you? Chào mừng quay trở lại kênh của mình nha. Sau 1-2 ngày vắng bóng vì sức khỏe ốm yếu, anh em nghe giọng mình là biết mình đang bị bệnh đúng không? À, hôm nay mình sẽ lấy con Oppo A5s ra mình test liên quân cho anh em trải nghiệm chung với mình nha. Thì con Oppo A5s này thì tại bên mình đang bán với giá là 3.990.000, giảm 200k là còn 3.790.000 nha anh em. Ok, 3.790.000 cho con Oppo A5s chạy hệ điều hành ColorOS 5.2.1, pin 4230. Con này thì xài chip MediaTek MT6765 hay gọi là Helio B35. Con này thì giống Vivo Y17 nha anh em, sử dụng chip Helio B35 nè, 8 nhân. Con này thì RAM 3GB, bộ nhớ 32GB nha anh em, có khe hỗ trợ thẻ nhớ lên 256GB. Màn hình IPS LCD HD cộng 6.2 inch, màn hình giọt nước hai màu đỏ và màu đen xanh, ba màu chứ, đây là màu đỏ. Bên mình dòng sản phẩm này những bạn nữ rất là thích mua vì màu, nhìn màu đỏ tươi. Ok, hôm nay thì mình test FIFA cho anh em trải nghiệm nha. Con này thì mình có test liên quân cũng như búp, anh em muốn biết trải nghiệm của liên quân với búp chơi như thế nào thì cứ coi những video trước nha, cũng như mình cũng có làm video mở hộp về con này. Mấy ngày nay là đang bệnh quá nên chưa có tiền mua thuốc nên chưa có sức lực để đi quay clip cho anh em. Hôm nay mình khỏe lên chút xíu rồi thì mình làm video này, mình quay clip để anh em đừng quên mình. Cảm ơn anh em trong thời gian qua ủng hộ mình nha. Mình sẽ cố gắng tìm những sản phẩm thật là nhiều sản phẩm để mình test game cho anh em. Con này RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, pin 4230, được hỗ trợ bài chip Helio B35 và giá là 3.790.000 cho Oppo A5s. Kênh của mình là chuyên về test game, lâu lâu thì mở hộp cũng như ké một vài sản phẩm so sánh, mà chủ yếu là mình test game thôi. Max setting hết. Okay, bắt đầu ra thôi. Con này màn hình 6.2 inch, màn hình giọt nước nha anh em. Con này thiết kế nhỏ gọn, mỏng, giống dòng Samsung A10 á. RAM 3GB đây các bạn ơi. Nói chung là tầm RAM từ 4GB trở xuống chơi thì nói chung là cũng hơi lắc một chút xíu. Còn nếu muốn ngon thì các bạn nên chọn những dòng sản phẩm 6GB trở lên. Thế nhưng mà những dòng sản phẩm 2-3GB cũng như 4GB thì phù hợp tiết tiền những anh em học sinh, sinh viên và công nhân cũng như nhân viên như mình. Còn RAM 6GB thì dành cho những bạn nào đi làm mà lương tháng khoảng gần chục củ á thì mua được. Cảm ơn em trong thời gian qua mình chơi game có một số chi tiết mình không biết cũng như có một số vấn đề mình không hiểu thì anh em đã chỉ giúp mình. Nói chung là cũng cảm ơn anh em. Anh em nếu cảm thấy mình chơi không hay hay như không biết cái gì thì anh em cứ comment cho mình nha, mình sẽ tiếp thu ý kiến hết. Thank you.
Mình chơi trò này, trò này mình chỉ mới bắt đầu chơi thôi nên hơi gà. Có gì anh em nào chơi hay thì chị giúp mình nha. Ok, có súng rồi đó. Kiếm người mà nạ thôi. Thấy một tên rồi. Cao thủ như mây, cao thủ như mây cho anh em. Mình chơi trò này không được hay nha, anh em đừng có chữ mình. Mình sẽ cố gắng chơi hay hơn. Đi kiếm máu thôi anh em ơi. Mình vô đây mình kiếm máu trước rồi mình kiếm sau. Toàn súng hết đạn không vậy trời. Đi kiếm máu trước nha anh em. Cao thủ nhiều như mây. He he, áo giáp rồi.
Mình đi kiếm đồ chơi trước nha anh em. Cầm gạch chảo đi luôn. Mình đang test Free Fire trên con Oppo A5s nha anh em. Oppo A5s RAM 3GB, bộ nhớ 2GB, pin 4020, được hỗ trợ 7 chip Helio B35. Con này thiết kế khá là nhỏ nhắn, mỏng, cầm rất là nhẹ tay luôn nha anh em. Giá là 3.790.000. Thì nãy giờ mình test thì mình cũng nói từ đầu rồi, những cái dòng mà RAM, cái dòng RAM 3, 4, 5GB chơi hơi lắc một chút xíu. Ủa không thấy người luôn mà ai bắn mình ta. Đứng đâu bắn hay vậy ta? Rồi mình thấy rồi. Thank you.
quán đâu ta? Ok anh em thấy dạo này mình bắn có vẻ lên tay rồi đúng không? Mày bắn đâu tao không thấy luôn á. Tỉa ghê quá các bạn ơi. Mình thấy chơi trò Free Fire này thì có vẻ như cái độ sát chiến mà nó dữ dằn hơn búp nha các bạn. Búp thì mình có thể đứng cho nó bắn khoảng một phút mà mình vẫn chưa chết được. Trong khi mình chơi Free Fire thì mình đứng một chút xíu là coi như là mình sắp tiêu đời rồi đó. Mình cảm thấy chơi Free Fire thì cái độ gây cứng mà nó hay hơn là chơi búp. Chơi búp thì có chơi bắn ở chế độ vô cực, ở chế độ đối kháng là mình thấy cảm thấy hay thôi. Hay là mình chơi gà mà nói vậy ta. Ok anh em, mình vừa test Free Fire trên con Oppo A5X nha anh em. Giá 3.790.000, con này RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Màn hình giọt nước 6.2 inch, pin 4230mAh, con này hỗ trợ bởi chip Helio B35. Thì con này nói chung mình vô trận mình chơi cảm thấy ok. Còn lúc đầu vô lúc đầu mới vô game thì cảm thấy hơi lắc một chút xíu, nhưng mà vô trận bắn rồi thì ok. Mà mình cảm thấy là tất cả những dòng sản phẩm mà tầm 2, 3, 4 RAM 4GB á, bây giờ thì cảm thấy chơi là lắc thì có lắc đó, nhưng mà chơi cảm thấy cũng ok rồi. Nó đánh giá mình thôi nha, còn tùy anh em đưa ra những đánh giá của riêng mình và lựa chọn cho mình những sản phẩm chơi game ok nhất. Ok, cảm ơn anh em. Anh em nhớ đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn nếu cảm thấy video của mình không hay thì cứ comment cho mình ở dưới, mình sẽ tiếp thu ý kiến rút kinh nghiệm. Ok, tắt Free Fire trên Oppo A5S. Dạ, cảm ơn anh em.